Ngày 29 tháng 2 năm 2016, tại trường Mầm non Sơn Ca, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp học mầm non thị xã Đông Triều năm học 2015-2016. Tham gia triển lãm có các sản phẩm đồ dùng đồ chơi của 28 tập thể trường mầm non và 27 cá nhân là giáo viên tham dự giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016 trên toàn thị xã. Các trường và các cô giáo đã dày công lựa chọn nguyên liệu, phế liệu có sẵn, thân thiện với môi trường, ít tốn kém kinh phí để sáng tạo, cải tiến những đồ dùng đồ chơi hữu ích, mang tính ứng dụng rộng rãi phục vụ hoạt động sư phạm của ngành học mầm non, giúp cho trẻ trải nghiệm học mà chơi, chơi mà học, phát triển trí tuệ qua các trò chơi vận động. Hội thi triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp học mầm non năm học 2015-2016 của thị xã Đông Triều nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh sáng tạo trong tự làm đồ dùng đồ chơi, phục vụ đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc học mầm non giai đoạn mới. Đồng thời, đây là dịp để cán bộ, giáo viên các trường mầm non được trao đổi, học tập, khích lệ, sáng tạo trong quá trình giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Kết thúc triển lãm, ban tổ chức đã trao 4 giải A cho các trường mầm non Hoa Phượng, Sao Mai, Sơn Ca, Hoa Lan, 6 giải B cho các trường mầm non Hoa Mai, Hưng Đạo, Họa Mi, Hồng Thái Đông, Kim Sơn, Thủy An và trao 18 giải C cho 18 trường. Hội thi cũng đã chọn được 2 sản phẩm tập thể, 15 sản phẩm cá nhân đạt kết quả cao nhất tham dự triển lãm đồ dùng đồ chơi cấp tỉnh tổ chức vào ngày 9-10 tháng 3 năm 2016.